Xin chào tất cả các bạn. Thì tiếp theo cái series các dòng lo tai của Bose, mình khui hàng cách đây vài ngày trước các bạn. Thì hôm nay mình làm một cái clip cho dòng 101 MMG các bạn. Thì đây là một trong những cái dòng khá là hiếm trên thị trường ha. Thì đây là hàng mình mua trực tiếp ha. Mình mua trực tiếp từ từ thị trường Nhật các bạn. Đó thì mình sẽ rất là ít thấy ở Việt Nam, mình khá là hiếm thấy. Với những dòng 101MM thì chúng ta có thể thấy thường xuyên hơn, nhưng mà với những dòng 101MMG này thì rất là ít thấy. Thì hôm nay ha, mình hôm trước mình về được một cặp, thì hôm nay mình về được một cặp nữa, tổng cộng là hai cặp. Thì mình quay video ha, thì giới thiệu tình trạng thôi, thì ngoại hình vân vân, thông số chất âm thì mình cũng đã test ở những cái video trước rồi. Bạn nào chưa xem thì vào kênh của mình xem nha. Rồi thì dĩ nhiên hàng hóa thì trước khi mình gửi đến các bạn thì mình luôn kiểm tra đàng hoàng các bạn, kiểm tra về còn zin hay không, có sửa chữa hay chưa, và test hát tốt mọi chức năng thì mình mới gửi hàng nha các bạn. Thì đa số hàng bên thị trường Nhật về á, thì đa số khả năng còn zin của nó rất là cao nha các bạn. Ở bên đó thì hầu như họ sẽ không có dạng như là thích sửa chữa ha, đục khoét hoặc là làm những cái kiểu giống như là bùa phép như ở những nước khác nha các bạn. Thì Nhật họ phát triển quá lâu rồi, dân họ quá quá giàu cho nên họ không cần thiết họ làm mấy chuyện đó. Rồi thì ok, thì bây giờ mình có hai cặp rồi, một cặp thì mình để bên tay trái và một cặp mình để bên tay phải ha. Thì mình đầu tiên ha, mình sẽ quay sơ với các bạn cho các bạn xem về cái ngoại hình thôi, mình sẽ quay sơ ngoại hình thôi. Bây giờ cũng đã khuya cho nên mình không có test chất âm các bạn. Rồi thì đầu tiên là cái cặp thứ nhất như vậy. Rồi cặp thứ nhất thì mình sẽ quay gần lại nha, quay gần lại mình sẽ cho, mình sẽ quay về ngoại hình vân vân mọi thứ. Rồi đợi xíu, cái này xuống. Rồi các bạn, thì bây giờ ha, mình sẽ quay về phần ngoại hình của nó. Thì đầu tiên ha, đầu tiên thì cái phía bên này đi, phía bên này ha, mình sẽ xoay, xoay ngoại hình nha các bạn. Đó, đây nè, các bạn sẽ thấy ha, đó, bụi bặm này mình chưa có kịp vệ sinh đâu nha các bạn. Máy này do lu bu công việc nhiều các bạn, mình chưa có vệ sinh ha. 101MG MMG công suất tối đa 150W giờ tháng là 6 ohm ha. Đó. Rồi. Ngoại hình nha các bạn, đó. Đó nhìn chung á thì còn khá là đẹp nha các bạn. Nhìn chung còn khá là đẹp. Đó ngoại hình thằng bên này ha. Các bạn thấy. Đó. Ha, nói chung là nó còn rất là dơ, rất bụi bặm các bạn ha. Những cái khóe này nè, những cái khóe chỗ rắc để lo, mình chưa có vệ sinh các bạn, đó rất là dơ. Nếu vệ sinh lại thì nó sẽ đẹp hơn nha bạn, sẽ đẹp hơn. Đó nè, đây những cái phần vân tay của mình, tay mình đi mồ hôi đó. Rồi đây là phải phần phía trên các bạn, phía trên nha, phía trên đó nè. Đây còn bụi bặm vân vân. Rồi thì tiếp theo thì mình sẽ tháo cái căng ra, tháo cái căng thứ nhất, căng thứ nhất nha các bạn. Đó. Thì chúng ta không thấy tình trạng là rách lưới nha, lưới còn ok ha, lưới này chưa vệ sinh các bạn, lưới chưa vệ sinh ha. Chúng ta còn bụi bặm bám trong những cái khu này. Đây, mặt phía sau của cái căng. Rồi, phần cái căng thứ hai. Đó. Rồi tiếp theo tới phần cú loa nha các bạn. Phần cú loa thì mình sẽ lật lên màn loa. Đây đây là phần màn loa các bạn, đó ha, vẫn là một cái nét đặc trưng của những cái dòng 101 ha nha các bạn. Đó đây là những cái phần bụi bặm nè ha, mình nhìn tổng thể những cái phần này mình chưa từng vệ sinh các bạn ha, bụi bặm nó còn đóng trong những cái khóe, những cái rãnh như thế này đó ha. Một lớp keo bóng ha, keo mỏng và bóng. À,
hàng zin 100% các bạn, mình sẽ đảm bảo là hàng zin 100%. Rồi tiếp theo là tới phần phía sau đi, cái phần số seri các bạn, phần số seri ha. Cặp này thì về nó còn dơ quá, mình chưa có thời gian vệ sinh cho nên mình quay luôn ha, gấp cho nên mình quay luôn. Seri thằng này là 028125 các bạn, và thằng bên đây là 028126 nha. Đó, hai thằng này là cùng một cặp luôn đó, cùng một cặp. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ đi đến cái cặp lo thứ hai. Cặp lo thứ hai đây, cặp lo thứ hai bạn đó. Cặp lo thứ hai thì mình đã có vệ sinh sơ rồi ha. Cặp lo thứ hai là do cặp này nó về trước ha, mình đã có vệ sinh sơ rồi. Đây là phần e căng của nó ha, mình cũng đã lau chùi sơ cái phần e căng rồi đó. Cặp thứ hai đây nha các bạn đó. Rồi thì về phần cũ lo ha, còn mình sẽ quay cho bạn xem về cái phần ngoại hình trước đi. Ngoại hình nói chung tình trạng về như thế này gọi là khá là đẹp, mình khá là đẹp ha. Đó, những cái bếp này ở mình để nè, đó ngoại hình khá là đẹp, vẫn lại MMG các bạn đó. Thì nó cũng sẽ trùng series thôi, tí mình sẽ cho các bạn xem. Đó này là góc phía bên này đó. Rồi đây là mặt phía trên các bạn, mặt phía trên ha, mặt phía trên lo đó. Phía dưới lo thì chúng ta sẽ có cái phần để treo nha bạn, có những cái phần để treo ha, để treo lo. Khi nào bạn nào treo mà treo cái giá thả xuống thì chúng ta lật cái logo lại bạn, là kê căng lại ha, và chúng ta sẽ treo được thôi và nó sẽ đẹp thôi. Rồi tiếp theo tới cái phần màn lo các bạn ha. Màn lo cặp này á thì các bạn thấy thì có thể để ý ha, đây là một màn lo nó lồi ha, nó để lên, nó lồi lên và nó sẽ có những ba cái cạnh tam giác để nó giữ lại cái cụ bass ha, ba cạnh tam giác nhựa nè. Còn cái phần lo hồi nãy các bạn, cái cặp lo hồi nãy á là nó cái phần của màn lo các bạn, màn lo nó nằm lõm vào trong ha. Đó thì nó sẽ không cần ba cái phần nhựa này để cố định lại. Đó thì tùy cái đời sản xuất thôi ha, tùy năm sản xuất thôi bạn. Chứ nó vẫn là một cái mẫu đen ha. Chứ không phải là một thằng xịn, một thằng dởm đâu, hoặc là một thằng đã sửa chữa hoặc một thằng gì đó đâu bạn. Do cấu trúc cái thùng này bạn thấy không? Cái thùng này á thì cái mặt nó lồi và nó có cái cốp này, và thằng kia cái thùng kia nó lõm xuống để nó vừa vặn để chúng ta để cái phần cũ lo lên. Rồi thì bây giờ tới phần seri các bạn ha. Seri thì thằng này mình nhớ không lầm nó sẽ trùng luôn ha, 019546 ha. Thằng này là 019545 các bạn đó ha. Phần seri của nó là trùng nhau nha đó. Rồi ok, thì tới đây thôi mình sẽ tạm dừng video luôn bạn, để tiết kiệm thời gian nha. Thì mình sẽ chụp vài tấm hình và mình sẽ đăng trên cái trang Zalo của mình, thì các bạn hãy kết bạn Zalo của mình để xem nhiều cái hình ảnh mình đăng trên đó nha các bạn, và để tiện trao đổi về cái thông tin của các sản phẩm ha. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình trong thời gian qua, và mọi chi tiết đóng góp thì vui lòng các bạn bình luận hoặc là nhắn tin Zalo cho mình nha. Thì mình đi làm gì hành chính thì mình sẽ khuyến khích là chúng ta sẽ sử dụng tin nhắn Zalo nhiều hơn cuộc gọi nha các bạn. Có thể gọi trong giờ hành chính mình sẽ không nghe được, thì mình rất là xin lỗi về cái sự bất tiện này. Rồi ok, thì hẹn các bạn ở cái video clip lần sau, thì mình sẽ có thời gian ha. Tuy nhiên mình sẽ test nha các bạn, sẽ test từng cặp từng cái lo hết ha, trước khi gửi hàng cho anh chị em khách nào có nhu cầu về cái dòng lo này ha. Dòng lo này thì nói chung là hay các bạn, hay và hiếm ha. Và kiểu dáng rất đẹp, kiểu dáng rất đẹp. Những dòng này đã ngưng sản xuất rồi các bạn. Thì nếu ai có điều kiện thì chúng ta tranh thủ sở hữu một cái cặp lo nha bạn, để chúng ta những dòng này chúng ta xài đúng công suất ha, xài đúng chức năng thì không bao giờ hư được nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video tại đây, hẹn các bạn ở video clip lần sau. Thì sẵn mình báo giá luôn nha, giá đợt này về 101 MMG đợt này về nha các bạn, về theo dạng hàng mua trực tiếp ha, nên giá rất cao, nó không phải là dạng hàng bãi đâu. Hàng bãi về nó sẽ xấu hơn, hoặc là nó sẽ không thấy, rất ít thấy
dạng 101MMG này mà về theo dạng hàng bãi các bạn. Đó thì hàng mình mua trực tiếp giá rất cao các bạn. Thì đợt này mình bán là M101MMG này á, là giá 3 triệu 500 nghìn một cặp nha các bạn, 3 triệu 500 nghìn một cặp. Rồi ok, các bạn, mình sẽ tiếp tục ở những cái video tiếp theo với những cái dàn những cái model của cái lo khác.